Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc đưa con rơi của F-22 Raptor Mỹ Tháng 4 năm 2021 này, Hàn Quốc sẽ cho xuất xưởng chiến đấu cơ thế hệ 5 nội địa đầu tiên với ngoại hình không khác gì chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc KAI đã chia sẻ hình ảnh cho thấy quá trình sản xuất tiêm kích chiến đấu thế hệ tiếp theo của nước này được biết đến với cái tên phổ biến là KFX. Những bức ảnh mới về dây chuyền lắp ráp tiêm kích KF-X ở Seoul, phía nam Seoul cho thấy chúng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Phía Hàn Quốc cho biết thời điểm những bức ảnh được chụp là vào cuối năm 2020. Hiện tại, máy bay thử nghiệm đã được hoàn tất, chỉ còn công đoạn sơn phủ màu bên ngoài. Đây là thành quả sau 20 năm kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung tuyên bố phát triển máy bay chiến đấu bằng công nghệ trong nước vào năm 2001. Theo đài KBS, tổng cộng có 6 máy bay mô hình thử nghiệm được sản xuất. Chiếc đầu tiên đã được xuất xưởng và hoàn thiện để chuẩn bị cho những đánh giá thử nghiệm đầu tiên. Việc phát triển và sản xuất đại trà máy bay chiến đấu phiên bản Hàn Quốc là một thách thức trên phương diện khác với máy bay huấn luyện hay máy bay tấn công. DAPA và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã bắt tay và phát triển hệ thống máy bay chiến đấu phiên bản Hàn Quốc từ 2015, đặt mục tiêu nội địa hóa 65% phụ tùng trong giai đoạn sản xuất đại trà để xứng đáng là máy bay chiến đấu dùng công nghệ nội địa đầu tiên. Doanh nghiệp trong nước đã cung cấp các phụ tùng quan trọng như thiết bị hạ cánh, landing gear, đồng thời phát triển thành công radar, quét mảng pha điện tử chủ động, ISA tối tân, một công nghệ mà Mỹ từ chối chuyển giao thiết bị kiểm chứng mô phỏng môi trường bay cũng đã được nội địa hóa thành công sau 4 năm. KFX là máy bay tăng hình thế hệ tiếp theo kết hợp các yếu tố của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Tập đoàn KAI cho biết chiến đấu cơ KFX là một trong những dự án quốc gia quan trọng nhất nhằm thay thế các tiêm kích của lực lượng không quân hiện tại và giới thiệu máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có thể đáp ứng khái niệm hoạt động trong tương lai của các lực lượng chiến trường. KI bắt đầu phát triển hệ thống vào tháng 12 năm 2015, trải qua PDR, đánh giá thiết kế sơ bộ vào năm 2018, bắt đầu gia công bộ phận chi tiết đầu tiên vào tháng 2 năm 2019 và vượt qua CDR đánh giá thiết kế quan trọng vào tháng 9 năm 2019. Ngoài ra, KI đang nội địa hóa phần điện tử hàng không chính để cải tiến sản phẩm bằng công nghệ trong nước. Máy tính nhiệm vụ và điều khiển bay tương đương với bộ não của nó sẽ được lắp vào kf-x để thử nghiệm trên mặt đất và bay thử sau khi kiểm tra hiệu suất trong năm nay. Giới quan sát cho biết loại máy bay do Hàn Quốc phát triển chịu ảnh hưởng nhiều từ máy bay f-22 raptor của Mỹ. Không rõ liệu Mỹ đã trợ giúp bao nhiêu phần trăm vấn đề kỹ thuật để Hàn Quốc hoàn thiện loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này. Mọi thông số liên quan đến kf-x vẫn đang trong vòng bí mật. Dự kiến tiêm kích chiến đấu KFX sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thực hiện vào năm 2022. Đến năm 2026, quá trình phát triển hệ thống kết thúc. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.